chào anh em nhé. Khá là lâu mình không đi săn anh em ạ. Mấy hôm nay bận việc với lại ít mồi mình ít đi anh nhé. Thì ngày hôm nay mình lại đi vào cái khu lương sơn bạc anh em ạ. Đây, mình vừa với phi xe đến đây anh em, quỳ mình vứt đây này. Đây, giờ anh em hãy theo chân mình vào khu này anh em nhé. Mình vào trong khe này này. Đi tìm cây quả anh em ạ. Trước mình đem sóc ăn hoa chuối, mình thấy một cây quả dâu da anh em ạ. Quả lửa đấy anh em. Khu này nhiều sóc lắm. Gặp cái quả thì bém cũng gọi là cũng khá khá anh em ạ. Nhưng mà mới tội là ít ít cái quả lắm anh em. Rồi ok anh em. Giờ mình sẽ tiến hành lắp quỳ vào à. Anh em cùng mình này. Săn bắn anh em nhé. Đây. Mình đem theo áo mưa đấy anh em ạ. Chuyến săn lần trước mình à. Ướt hết anh em, cả súng ướt hết luôn. Đây, quỳ mình. Đây, anh em theo mình à, cùng theo mình à, đi lối này anh em. Đây anh em xem video mà thấy hay thì nhớ ấn like và đăng ký kênh để mình có động lực làm video nhiều hơn anh em nhé. Ok anh em. Giờ mình sẽ đi. Ok anh em nhé. Mình đang trên đường đi. Gặp một cái quả anh em ạ. Ở đây anh em sai lắm rồi. Đây, giống cây cà phê anh em ạ. Biết cái quả gì nhỉ? Lắm quá lắm anh em ạ. Đây có mấy quả sóc nó gặm gặm ăn. Không biết là sóc hay là cái gì ăn này. À, không biết là sóc nó cắn hay là cái gì cắn anh em ơi. Đó, quả nào cũng bị cắn thủng anh nhé. Những quả chín này anh em. Đó. Đó. Đây này anh em. Mình về đến đây gặp một cây sung anh em ạ. Quả xuống đây nhiều lắm rồi. Tiếc cái cây này không phải là không phải cái cây loại dẻo đâu anh em ạ. Có một loại kiểu nếp ấy anh em. Loại đấy xong nó mới ăn nhiều. Cây này rụng nhiều lắm nhưng mà hình như không có thấy quả nào sóc cắn cả anh em ạ. Trên cây hình như rụng gần hết luôn rồi. Còn những quả chưa chín rồi anh em. Dụng nhiều lắm. Đây. Hình như không có sóc ăn anh em ạ. Ok anh em. Mình đến cái quả rồi anh em ơi. Đây này anh em, cây dâu nhá. À cây quả dâu da đây anh em. Khá là tối anh em ạ. Đó anh em, thấy quả nó chưa? Không biết là sóc hay là người anh ơi. Nó cắn khá là nhiều. Đây này anh em. Đây. Đó. Rộng quá anh em. Đây này anh em, nó ăn mới tanh anh em nhé. Đấy, mình lên trên kia mình chọc mấy quả ăn anh em nhé.
con ngay trên đầu mình anh ạ. Nó chạy đi chạy thẳng cái quạt, nó ngay trên đầu mình. Mình đang ấn quay luôn anh ạ. Đây này, rơi bồ lục xuống đầu mình rồi. Đây này, rơi đúng vào cái đầu mình luôn anh ạ. May mắn lắm anh ạ. Chết rồi anh ạ. Ok anh em nhé. Giờ mình xuống rồi anh em. Xuống lượm sóc anh em. Đây mình thấy một con ngay đây rồi. Đó. Tuyệt vời anh em. Bè vào đầu này, bè vào đầu này. Để tặng đây. Còn là một con sóc mini anh em. Đây này anh em, đây, thấy không? Đó, ui, lòi cả mắt. Đây này anh em, thành quả ngày hôm nay thì khá là tuyệt vời anh em. Bên ba con, to đúng anh em, toàn sóc to. Đây, đây anh em nhé. Tuyệt vời anh em nhé. Giờ cũng tối mình đi về rồi anh em ạ. Đấy, mình chúc anh em xem video vui vẻ nhé. Anh em thấy hay thì nhớ ấn đăng ký, ấn like cho mình nữa. Và chia sẻ cho mình nhé. Ok anh em. Quay rõ mấy con sóc này. Đó, tuyệt vời anh em nhé. Quả dâu da anh em nhé. Đó, quả dâu da anh em ạ. Quả dâu da rừng á. Ok anh em. Giờ mình đi về thôi anh em. Bye anh em nhé.